Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự 11:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay. Xã Long Thành, huyện Thủ Thừa duy trì 7 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên. Thực hiện chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ, ngành hải quan công khai thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thông tin có trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới, bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên Macron và Le Pen sẽ bước vào vòng 2. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 4 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 9 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang, Nguyễn Minh Lâm chủ tọa kỳ họp. Nhằm kịp thời cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh cấp bách quan trọng, đáp ứng công tác quản lý nhà nước, đồng thời góp phần giảm tải nội dung kỳ họp lệ giữa năm 2017. Tại kỳ họp bất thường này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng về các vấn đề liên quan đến mức thu phí, lệ phí, về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ 2016-2020 của tỉnh, về sửa đổi một số nội dung của các bản giá, các loại đất định kỳ 5 năm 2015-2019, về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư, về điều chỉnh quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất đến năm 2020, về bổ sung danh mục xã hội hóa đối với dự án bệnh viện chuyên khoa sản nhi tỉnh, về sửa đổi kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020, về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức làm nhiệm vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, về phân bổ biên chế công chức năm 2017, về thông qua các đề án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, khu công nghiệp quốc tế Trường Hải và thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với cụm công nghiệp Hải Sơn, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, cụm công nghiệp Phát Hải. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch nhấn mạnh, đây là những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài đến sự phát triển của tỉnh và đời sống nhân dân. Vì vậy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khi xem xét cần nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương, bám sát thực tiễn địa phương, cân nhắc sự tác động của từng quyết định đến người dân và đối tượng liên quan, khả năng nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các phương án để đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Theo kế hoạch, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần thứ hai giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vào chiều nay, ngày 24 tháng 4 năm 2017, xoay quanh chủ đề công tác xét xử, thụ lý và giải quyết các vụ án của tòa án. Phiên chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, đồng thời truyền thanh trực tiếp trên hệ thống trạm truyền thanh cấp xã. Thưa quý vị, thời gian qua, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa đã chú trọng gắn công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả từ năm 2010 đến nay, xã đã duy trì 7 năm liền đạt mô hình không có người sinh con thứ ba trở lên. Được xác định là xã vùng sâu của huyện, trong thời gian qua, xã Long Thành được tỉnh, huyện đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, từng bước nâng dần mức sống người dân. Để thực hiện tốt mô hình không có người sinh con thứ ba trở lên, xã xác định công tác tuyên truyền nắm vai trò chủ đạo, góp phần làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ người dân về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Rồi hàng tháng thì có họp nhóm các chị em phụ nữ để tuyên truyền các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, rồi các biện pháp tránh thai. Và qua cái tuyên truyền vận động thì đa số chị em phụ nữ đều hưởng ứng nhiệt tình. Toàn xã hiện có 7 cộng tác viên dân số, quản lý 4 ấp. Theo đó, lực lượng cộng tác viên luôn bám sát đối tượng có ý định sinh con lần thứ 3, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đồng thời nắm vững từng cặp vợ chồng còn trong độ tuổi sinh đẻ, có đủ 2 con hoặc 2 con một bề, chưa thực hiện các biện pháp tránh thai hoặc đang sử dụng các biện pháp tránh thai tạm thời để có kế hoạch tuyên truyền, vận động thường xuyên nhằm không để xảy ra trường hợp mang thai con thứ 3 trở lên. Thông qua công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện biện pháp tránh thai ngày càng tăng. Hiện tại trên địa bàn xã hiện có 40 cặp vợ chồng có đủ 2 con hoặc 2 con một bề đăng ký thôi đẻ hẳn. 95% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Để tiếp tục cái duy trì xã không có người sinh con lần 3 thì
Đảng ủy, Ủy ban nhân xã cũng sẽ là tiếp tục cái tập trung chỉ đạo cái đẩy mạnh công tác là tuyên truyền về công tác dân số trong toàn thể cán bộ công chức và cái thông qua mặt trận đoàn thể là cái tuyên truyền đến cái toàn thể là đoàn viên, hội viên cũng như là cái nhân dân trên địa bàn xã. Tin rằng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp, sự cố gắng năng nổ nhiệt tình tâm huyết với công việc của mạng lưới cộng tác viên mà đặc biệt là sự nhận thức ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn xã sẽ là động lực rất quan trọng trong việc duy trì xã Long Thành đạt 7 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên, góp phần tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay xin được chuyển sang những thông tin trong nước đáng quan tâm. Thực hiện chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng đầy đủ quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính đã được Bộ Tài chính công bố và các quy định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. Theo đó, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các chi cục hải quan có trách nhiệm phổ biến công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Bộ Thủ tục Hành chính thuộc lĩnh vực hải quan và niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi địa bàn quản lý của đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai tại đơn vị, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân về các quy định hành chính của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông. Đối với các vụ cục thuộc cơ quan tổng cục cần thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, thống kê thủ tục hành chính quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để trình Bộ Tài chính ban hành theo đúng thời hạn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày vận hành chính thức ngày 1 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành hải quan đã tiếp nhận 4.600 bộ hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số lượng hồ sơ đã hoàn thành xử lý và trả kết quả là 2.900 bộ và số lượng hồ sơ đang xử lý là 1.700 bộ hồ sơ. Thưa quý vị, trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế, thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường lực lượng tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các loại hàng hóa dịch vụ. Theo đó, bên cạnh những ngày cao điểm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, các đội quản lý thị trường sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình diễn biến trên thị trường để chủ động xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách trước, trong và sau lễ hội bắn pháo hoa. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán hàng lưu niệm, các công ty lữ hành và các điểm trong giữ xe cố định tự phát trên địa bàn thành phố. Nội dung kiểm tra chủ yếu gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hộ kinh doanh, giấy phép hoạt động, dịch vụ phương tiện thủy nội địa và trông giữ các loại phương tiện giao thông, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kể cả bằng ngoại tệ tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, bán hàng lưu niệm, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các loại hàng hóa dịch vụ. Theo kế hoạch, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ diễn ra trong 5 đêm, kéo dài trong khoảng 2 tháng. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, thành phố Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động phụ trợ, dự kiến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.